Xin chào anh em, mình là hợp. À, đã lâu lắm rồi thì bên mình mới về được một chiếc overseas và hôm nay thì mình sẽ show cho anh em chiếc Vacheron Constantin Overseas Chronograph. Và chiếc này thì là chiếc đời thứ hai gọi là second generation của dòng này. À, dòng mới bây giờ thì mức giá của nó cũng đã rất là cao rồi, vượt ngưỡng 1 tỷ và dòng mới thì có rất là nhiều những tính năng. Tuy nhiên với cái mức giá đó thì à, để mua cũng khá là khó với cái dòng này thì nó là một cái dòng đời hai cận tiệm cận nhất dòng mới nhất và đây cũng là một cái dòng gọi là dễ đeo nhất của dòng oversea là size 42 nhưng các bạn có thể thấy là cái lắc của nó thì cực kỳ ngắn như này cho nên là anh em với tay khoảng 16 năm đến 17 là chúng ta đã đeo được chiếc Vacheron Constantin Overseas này rồi. So với đời mới nhất thì nó càng nó sẽ làm dài hơn một chút và chỉ phù hợp với tay 17.5 thì chúng ta đeo mới đẹp thôi. À, với chiếc Constantin Vacheron Constantin Overseas Chronograph này thì trước đây mình cũng đã lên video cho anh em xem rồi. Và hôm nay thì mình về được một chiếc này gọi là có date là 2016, tức là date mới nhất của dòng đời 2 này. Và sau đó đến năm 2017 thì Vacheron đã giới thiệu cái đời mới tức là đời 3. và được bán ra vào 2018 thì năm 2016 có thể gọi là năm cuối cùng của dòng sản phẩm này. Thì đây là một chiếc mới nhất các bạn date mới nhất các bạn thể mua. Thì chiếc đồng hồ này của mình còn đầy đủ đó. Tất cả thông tin của nó sẽ nằm ở trong cái túi này. Chúng ta sẽ có một cái hộp đi kèm. Tuy nhiên là hộp thì như các bạn biết với cái môi trường của Việt Nam hoặc môi trường nóng ẩm thì nó thường nó sẽ hay bị mùn Với những cái hộp sử dụng các cái có các cái lớp phủ nhung thì nó sẽ tương tự như này. Cho nên là với cái hộp này thì mình sẽ không mở ra nữa bởi vì nó uh, nó nó đã khá là mùn rồi. Đó. Thì mình sẽ trên đây thì có đầy đủ thông tin của của đồng hồ thì được đặt ở trong này bảo quản rất là cẩn thận ở đây thì chúng ta sẽ còn một cái khăn khăn này có logo của Vacheron Constantin luôn và nó là khăn của chính hãng các bạn được tặng kèm đó khăn này để chúng ta lau đồng hồ à, chiếc này của mình thì còn đầy đủ từ con Geneva với cả các thứ đây đây anh em có thể thấy À, đây là một trong những cái biểu tượng quyền lực của đồng hồ Thụy Sĩ ngày xưa, chỉ có những cái đồng hồ mà được sản xuất uh, uh, 100% tại uh, Geneva thì chúng ta mới có được cái tác này. Và có một vài thương hiệu như Vacheron Constantin này, uh, các thương hiệu như là Roger Dubuy này là những cái thương hiệu mà hầu như 100 là 100% các đồng hồ uh, sản xuất ra thì đều có con de Geneva. Đó ở đây thì mình sẽ còn một cái usb để uh, manual guide các kiểu hướng dẫn tuy nhiên cái này nó cũng được phủ ở ngoài một cái lớp nhung cho nên là bây giờ nó cũng uh, các bạn sờ vào thì nó sẽ bị chảy ra nói chung là cái này là do hãng sản xuất thôi các bạn chứ còn uh, với những cái chất liệu như vậy thì môi trường nào thì trước sau thì nó cũng sẽ bị như vậy mình còn hai mắt thừa và quan trọng nhất là đây một cái gần như là passport của cái uh, đồng hồ chúng ta. Cái passport này thì được Vacheron làm rất là kỹ. Các bạn có thể thấy này, họ đục lỗ này, đó. Và rất là nhiều trang luôn, chất liệu giấy cũng như là trong cái passport chị của các bạn luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có thông tin của chiếc đồng hồ luôn. Đó, chiếc Vacheron Overseas này, chronograph này. Và khi các bạn lật sang trang sau thì nó sẽ có đầy đủ thông tin như là mã là 49150B01A 9097. Đó. Case number này, stainless steel này, movement number này và chúng ta có đầy đủ ở đây đó. Và với chiếc này thì chúng ta sẽ có date được ghi ở hẳn riêng một cái. Đây, chúng ta sẽ có một cái certificate đi kèm nữa, rất là đầy đủ và chi tiết. Thì chiếc này thì được mua tại đại lý ETR Club, một trong những cái đại lý cũng rất là nổi tiếng này các bạn truy cập vào đây. Và chúng ta sẽ có cái quan trọng nhất đó là cái guarantee certificate. Khi các bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy ở đây đầy đủ. Và date là 2016 dập dấu luôn. Đó. Thì uh, chiếc này là một trong những cái chiếc uh, rất là mới của dòng sản phẩm này. Mình sẽ cùng lên tay. Hiện tại thì mình đã cắt uh, dây mắt cho vừa với tay mình là 18.5 và em nó sẽ còn hai mắt dây nữa thì nó sẽ tương đương với uh, mắt dây còn đủ cho tay khoảng tầm 20 cm. Với 20 cm thì mình nghĩ là đã, đã quá dư thừa rồi. Và cái, cái chiếc Vacheron này thì phải nói là trong bộ ba Holy Trilogy thì cá nhân mình thì mình sẽ thích dòng sản phẩm Overseas này nhất à, Vì nó thực sự rất là hợp với tay của mình Mình đeo những cái dòng như là AP Royal Oak hoặc là mình đeo uh, Patek Nautilus thì mình sẽ không có cảm giác thích như là mình đeo chiếc Vacheron này à, Một điểm mình cực kỳ thích trên cái dòng Vacheron này đó là cái logo thương hiệu đó là chữ thập Mantis và cái chữ thập mantis thì được uh, vacheron làm uh, trong cái thiết kế của chiếc đồng hồ này nó nằm ở trên tất cả nó đem đến cho chúng ta một cái vẻ đẹp về tinh thần được uh, hiện hữu ngay tất cả trong các chi tiết của một chiếc vacheron các bạn có thể thấy là cái viền benzen này Đó cũng được uh, cách điệu từ cái chữ thập mantis bộ dây của chúng ta thì cũng như là chữ thập mantis được cắt đôi ra và khi các bạn đóng cái khóa này vào thì cảm giác nó tự hào thương hiệu này đó, vacheron làm rất tốt cái này cho đến cái nút ở dưới này Thông thường thì các cái nút này thì người ta không chú ý đâu các bạn ạ à. nhưng các cái nút này thông thường là là người ta cũng làm là bằng luôn nhưng mà họ cũng lấy luôn cái góc cạnh của cái chữ thâm Mantis để họ làm ra cái cái nút bấm này của chúng ta thì điều đó cho thấy là Vacheron họ uh, có cái tinh thần về cái thương hiệu của họ rất là lớn uh, Dòng Overseas thì nghe cái tên thì các bạn đã thấy là hướng về uh, các thị trường nước ngoài thì các bạn có thể thấy ở đây là cái logo của nó đằng sau thì sẽ là hình một con thuyền đang lướt sóng. Đó, nói lên tinh thần của dòng sản phẩm này. Đó. Và dòng này thì có thể nói là chúng ta sử dụng dòng này sẽ cho tất cả những cái nhu cầu hàng ngày của các bạn từ sang trọng đắt tiền cho đến thể thao cũng như là khả năng chống nước tốt. Dòng này chúng ta sẽ có độ chống nước là 150m tương tự như dòng Aquaterra, dòng du thuyền của Omega. Và đó là một cái độ chống nước vừa đủ để anh em có thể xử lý tất cả mọi việc. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có đây đó là ba cái núm skill down trong đó hai núm là chronograph và một núm chính của chúng ta. À, chiếc này thì được thiết kế với mặt đeo khá là cân đối như các bạn thấy ở đây thì mặt đeo của nó sử dụng một cái vân Geneva rất là tuyệt vời và vân của nó rất là đẹp. À, nếu như các bạn yêu thích thương hiệu Vacheron thì các bạn sẽ thấy là cái vân này nó hiện hữu hầu hết trên những cái sản phẩm của họ và họ chỉ cách điệu cái cách sử dụng thôi. À, chúng ta sẽ có ba cái sắp đều nhỏ ở góc 6 giờ là kim dây ở góc 9 giờ của chúng ta là sắp đều uh, chronograph giờ còn ở góc 3 giờ của chúng ta là sắp đều chronograph phút một ô lịch lớn dạng big date được đặt ở góc 12 giờ ngay phía trên logo Vacheron Constantin Geneva và ô lịch big date này thì cũng rất là tuyệt vời để chúng ta có thể sử dụng đó sợi dây thì không nói nhé đây là một uh, cái sợi dây sport mà mình thích nhất đeo rất sướng và nó thiết kế phải nói là cực kỳ đẹp và độ hoàn thiện thì miễn chê đó, mình mình uh, thích cái cách tạo hình cái bộ dây cái, cái cách tạo hình từng cái mắt dây của của dòng sản phẩm này nó đem đến cho mình một sự gọi là tinh tế cũng như là phức tạp nó vừa có sự tinh tế lại vừa có sự phức tạp và nó rất là thể thao rất là đẹp đó ở đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái đáy kín và ở dưới đây thì chúng ta sẽ có bộ máy đó là uh, bộ chuyển động Vacheron Constantin Caliper 1137 Bộ máy này thì sẽ có 21.600 vibration power Chúng ta sẽ có đây là 37 chân kính Và các bạn sẽ có trên dưới 40 giờ tích cốt Và bộ máy đạt chuẩn Hallmark of Geneva Lắp ráp và hoàn thiện thủ công tại Thụy Sĩ Đó Thì với cái đáy này các bạn sẽ thấy những thông tin khác Như serial number case này Những dòng chữ như anti magnetic này Nó sẽ có những cái bộ phận để chống nhiễm từ Phần thân này không phải là xước đâu các bạn nhé Ở đây là một cái miếng đề can dán đấy Chủ cũ đã rất... Uh, cẩn thận khi dán một miếng đề can ở đây để khi chúng ta đặt xuống ngay chúng ta sẽ không bị xước vào phần thân và khi trên tay em này thì phải nói là rất là tuyệt vời một chiếc va chơi rông Constantin Oversea đời 2 này full set như là của mình đết từ khoảng tầm 2013 đến 2015 đang được bán tại nước ngoài cụ thể là trên những kênh như là Chono 24 thì với mức giá là khoảng tầm 530 cho đến 580 triệu tùy từng chiếc Tuy nhiên thì chiếc Vacheron này thì bên mình về được một chiếc và với mức giá khá là tốt là 489 triệu. Đây là mức giá hiện tại, tại thời điểm vào tháng 7 năm 2022 các bạn nhé. Còn trước đó thì mình có làm video về những chiếc Vacheron này vào tầm năm 2019-2020. Thì thời điểm đó thì mức giá của nó chỉ loanh quanh khoảng 14-15.000 đô thôi. Còn hiện tại mức giá để sở hữu được dòng sản phẩm này là 489 triệu. Thì nếu như anh em nào mà có niềm mình yêu thích với dòng Oversea thì anh em có thể là liên hệ bên mình để mua và thử trên tay sản phẩm này. À, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.